3 bước để trở thành sát thủ bán hàng. Chào các bạn, tôi là Phạm Xuân Trịnh, bác sĩ thú y, nhà đào tạo kỹ thuật truyền cảm hứng kinh doanh và con người. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn 3 bước để trở thành sát thủ bán hàng. Bước số 1: thấu hiểu được nỗi đau của khách hàng của bạn. Bạn biết không, các bạn phải biết là khách hàng của bạn gặp khó khăn gì, gặp nỗi đau gì, gặp bất chắc gì để bạn giúp đỡ người ta giải quyết cái nỗi đau này. Bước số 2, đấy chính là niềm sung sướng của khách hàng. Các bạn biết rằng là chúng ta hay cả bản thân các bạn sẽ có những cái niềm sung sướng nhất định. Bạn chỉ cần làm cho người ta sung sướng thôi, làm cho khách hàng của bạn sung sướng, làm cho bạn sung sướng, làm cho tất cả mọi người sung sướng thì bạn sẽ bán được hàng. Và bước thứ 3 quan trọng hơn, tức là bạn phải làm một điều gì đấy để chuyển khách hàng của bạn, chuyển những người thân yêu của bạn từ đau, từ nỗi đau sang niềm sung sướng để người ta nhận được những cái giá trị tốt nhất trong cuộc đời này. Bạn nhớ không? Chuyển từ nỗi đau, chuyển từ khó khăn, giải quyết nhu cầu của người ta, chuyển người ta sang sự sung sướng, sang sự thích thú, sang sự thỏa mãn, thế là bạn đã thành công rồi. Đây là 3 bước cơ bản để bạn trở thành sát thủ bán hàng. Nếu các bạn thấy chia sẻ của Xuân Trịnh tuyệt vời, các bạn hãy sub vào kênh YouTube của tôi hoặc kết nối ngay với Xuân Trịnh tôi để tôi truyền cho bạn, tôi trao cho bạn tất cả những bí quyết tuyệt vời mà tôi được học trong chương trình Eagle Game, một trong những cái chương trình chờ đợi nhất trong năm 2019 của tôi. Và trong cái trại đại bàng này là một trong những cái nơi để đào tạo ra tất cả những con người kiệt xuất ở trong xã hội này, và đây là một trong những nơi hội tụ của tất cả các doanh nhân ở Việt Nam. Hôm nay tôi đang có mặt tại Sapa, Lào Cai, một trong những nơi mà hội tụ giữa đất và trời để học cái chương trình Eagle Camp này. Cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn hãy nhấn vào hình quả chuông trong kênh YouTube của Phạm Xuân Trịnh để nhận những video mới nhất của tôi. Xin cảm ơn.